Hello anh em nhá. Đấy thì anh em có thể thấy đây. Đó là một cái công thức đó đơn giản thôi anh em ạ. Đấy, nó rất là đơn giản nhá. Đấy thì nãy giờ mình có check thử anh em ơi. Mình có check thử 6 tay nhá. Anh em có thể thấy đây. Và mình thấy trong 6 cái tay này ấy, thì nó đúng được khoảng độ 5 tay anh em ạ. Rất là ngon luôn, ok chưa? Đấy, ok thì bây giờ mình gọi là bây giờ cầu đang đi 1-1 anh em ạ, mình sẽ đánh tài nhá. Cầu đang đi 1-1. Ồ kịp không? Không vào kịp rồi. Cầu nó đi 1-1 anh em ạ. Tay này mình sẽ đánh thử một tay tài nhưng mà không vào kịp. Tính là như vậy đấy, đó, 12 rồi, một con tài 12 nhá. Đấy thì chúng ta vào cầu cho mình này. Anh em để ý nhá, con xí ngựa 1 đây. Xí ngựa 1 ở đây thì nó sẽ là một con mấy đây ạ? Nó sẽ là một con 4 đúng không? 4 thì anh em đánh tài cho mình nhá. 4 thì đánh tài. 4 thì bằng tài nhá anh em nhá. Đó, 4 thì bằng tài. Xí ngầu chẵn thì ra tài lẻ ra xỉu nhá. Xí ngầu 1 anh em ơi. Xí ngầu 1 cái quả nó là chẵn. Đấy, ví dụ như xí ngầu 1 ở đây nó là một con 4 này, nó là chẵn thì anh em đánh tài nhá, lẻ thì anh em đánh xỉu. Ok chưa? Chẵn thì đánh tài này thì đánh xỉu cho mình nhá. Tay này thì mình vào gọi là 5 lít thôi, 1 mét luôn đi. Không có vào 5 lít anh em lại bảo là lom rom đúng không ạ? Và 5 lít anh em lại bảo nó lom rom ấy. Nên là mình sẽ vào tay này 1 mét nhá. Đó, để xem tay này chúng ta sẽ có gì. Liệu là một con tài hay là một con xỉu nhá. Nào. Lại phải nặn thôi anh em ơi, lại phải nặn nhá. Úi giời ơi, 2, 3, 4 kìa. Một con xỉu 9. Anh em thấy chưa? Cầu nó đi 1-1 đấy. Nhưng cũng rất là khó để đánh anh em ạ. Cầu nó đi 1-1 đấy. Rất là khó để đánh nhá anh em nhá. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ, xí ngầu chúng ta sẽ có một con 3. 3 thì anh em đánh xỉu nhá. Vẫn quyết định là đánh một tay đứng anh em ạ. Cầu nó đi 1-1 anh em. Pha này thì khả năng đứng. Pha này khả năng đứng là cao hoặc là pha sau nhá. Đấy, xỉu 9 à. Xỉu 9 thì khả năng đứng cũng cao đấy. Khả năng đứng cũng cao đấy anh em ạ. Ok nhá. 2m. Cùng chờ đợi xem 2m. 2m nếu mà bố thì sẽ lên tầm 44m anh em. À cũng lên tầm 41m này. Cái này ăn thì lên 41m gì đó. Đúng không ạ? Đấy anh em xem video của mình, anh em cảm thấy công thức mình chia sẻ hay và uy tín thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha anh em nhá. Đấy anh em ủng hộ mình anh em ơi, đừng quên ủng hộ mình nha. Đó. Mình lấy cái động lực mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa cho anh em thôi, có gì đâu. Ok, nó lại là một con 3-4-5. Cầu này thì không bẻ được anh em ạ. Đấy, vẫn là một con tài đi 1-1 rất là dài luôn, đúng không ạ? Nó đi 1-1 rất là dài luôn nhá. Nói chung là cứ du kích thôi anh em ơi, đánh du kích thôi, đánh từ từ chờ cầu này. 4 con, 4 là nó vẫn bắt mình đứng đánh đứng à. 4 anh em vẫn đánh tài với mình nhá. 4 mình vẫn đánh tài với mình. Tay thì khả năng đứng của nó là cao rồi, khỏi phải nói. Đấy. Nãy giờ thì nó ra một con tài 13. Tài 13 thì khả năng đứng khá là cao ấy. 3, 4, 5. 3, 4, 5 là con tài 12 ấy nhỉ anh em nhỉ. Tài 12. Ấn mẹ nhầm, nó 500 ở đây rồi anh em ơi. Không thể rút lại được. Ấn nhầm 500k và xỉu rồi. Đấy, bởi vậy là mình cũng khá là ít chơi cái bàn thông thường ấy anh em. Bởi vì khẽ tí là nó ấn nhầm cược anh em ơi. Khẽ một xíu là nó ấn nhầm cược ấy. Ok, vẫn đi xỉu anh em ạ. Đấy, không đỡ được rồi. Như này thì khó đỡ rồi. Ok, lại phải chích cầu thôi, chích cầu thôi anh em. Đấy, bởi vì nó đang đi 1-1 đấy anh em. Nếu mà nó đi tầm 2-1 thì rất là dễ đánh nhá. Nhưng mà nó đi 1-1 này thì khó rồi. Xí ngầu 1 ở đây nó là một con 1 đấy anh em. Nó là một con 1 nhá. 1 thì anh em vẫn vả xỉu cho mình. Mình vẫn quyết định là mình bắt bẻ anh em ạ. Đó. Vì công thức nó chỉ mình mà. Tay này thì khả năng đi xỉu cao này. Nãy giờ nó ra một con xỉu, gọi là một con xỉu 7 nhá. Đấy, tay này mình vào 8m. 8M gỡ được hay không là nó ở tay này này. 8M thì ăn nữa là lên 16m à. 6m thì cũng gọi là về gốc anh em ơi. Về gốc ấy. Tay này mà ăn thì nó gọi là về gốc anh em ạ. Cũng chưa có lãi đâu. Nhưng mà tay sau mình có thể kiếm lãi mà. Đấy, cứ bình tĩnh thôi. Này này. Anh em thấy chưa? Lệch được một vài tay thôi. Đấy, nó lệch, nó nãy giờ nó lệch mình gọi là khoảng 3 4 tay đấy nhỉ anh em, là 4 5 tay đấy. Đấy, nhưng mà đến tay thứ 5 là nhất định phải cho mình ăn rồi. Ôi, ấn nhầm và xỉu rồi anh em ơi. Ở đây là một con 2 nhá, anh em đánh tài cho mình. 2 là anh em đánh tài nhá. 2 thì anh em đánh tài nhá. Anh em lưu ý là xí ngầu 1 chẵn là ra tài nhá. Đấy, kết quả ra chẵn thì anh em đánh tài cho mình, lẻ anh em đánh xỉu. Đấy, chẵn đánh tài lẻ đánh xỉu. Chẵn đánh tài lẻ đánh xỉu nha anh em. Chẵn nghĩa là gì? Những con chơi cho hai em hiểu nôm na là vậy, như vậy là được rồi. Bởi vì trong cái này điểm, trong cái tài xỉu điểm lớn nhất là 18 đúng không? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ấy. Đấy, những con chơi cho hai như vậy là nó sẽ là con chẵn nhá.
Còn ví dụ như 13579 anh em ạ, 135791 các thứ là nó là xỉu nha anh em nhá, anh em đánh xỉu cho mình. Ô không, nó vẫn đi một con xỉu. Cầu bệt rồi anh em ơi, cầu bệt rồi. Cầu bệt. Đấy, rất là khoai cái quả cầu bệt này, mình cũng rất là thích nha anh em nhá, chiến luôn. Bịt mẹ, vẫn là một con 2 à, 2 thì bẻ tài thôi. 8M này, lại tiếp tục là một tay 8M nhá. Để xem tay này chúng ta sẽ có gì này anh em ơi. Đấy, nói chung là anh em đánh, anh em có một cái số 4 như mình ấy thì anh em cứ đánh từ từ thôi nhá, chia đều 4 ra anh em ơi. Bởi vì đây thì mình đánh mình gỡ lại cái gốc anh em ạ. Đấy. Mình cũng khẳng định với anh em luôn, mình không thể mất được hết cái đống này được anh em ạ. Kể cả nó có gãy đi hay chăng nữa, ít nhất là bắt đầu nếu mà nó gãy thì nó có gãy đến 10 mét là bắt đầu mình lại gỡ lại được rồi. Đấy. Bắt đầu đúng 10 mét là mình đánh dịt mẹ mày không trượt tay nào luôn anh em ơi. Kiểu gì cũng gỡ lại được cái gốc. Đấy, xong lại chiến tiếp, chiến mà rồi có lãi thôi. Nó đơn giản như vậy thôi anh em ạ. Ok, let's go. Tay này có tài rồi, biệt xỉu sao được. Thấy chưa anh em, đi lại biệt xỉu sao được. Đi cùng lắm là 3 tay thôi. Anh em cứ đánh theo mình nhá. Đánh theo mình thì kiểu gì nó cũng có lãi lên lãi này anh em. Đấy, có cái gì đâu. Có cái gì đâu mà phải xoắn anh em. Ở đây nó là một con 5 nhá. 5 thì anh em đánh xỉu cho mình. 5 đánh xỉu. Ok chưa. 5 thì đánh xỉu cho mình. 2 mở xỉu này. Quất tiếp 150k nữa đi. Cho nó hết cái số lẻ đi. Có cái gì đâu mà phải ngần ngại. Ngần ngại làm cái gì đúng không ạ. Đấy, nốt tay này thì khả năng mình sẽ chốt lại nhá anh em nhá. Kể cả thắng hay thua thì cũng chốt lại thôi anh em ơi. Vừa nãy thì âm vốn hơi sâu ấy. Khi mà anh em bị âm vốn sâu thì anh em lưu ý là nên nghỉ nhá anh em nhá. Có lãi một xíu thôi cũng được, mình nghỉ thôi. Bởi vì nó rối lên rồi mà anh em, rất là khó đánh nhá. Mình nghỉ thôi anh em ạ. Như vậy đánh như vậy là được rồi, lãi 1-2 mét cũng được, nghỉ. Ngày mai chơi tiếp cho đầu óc nó khuây khỏa anh em nhá. Đó. Khuây khỏa anh em mới chơi được. Đấy. Chơi được ổn định nhất, chơi được tối ưu cái hiệu quả anh em ạ. Đấy, nó ra một con tài luôn này. Nó ra một con tài luôn. Bây giờ thì không biết nó đi 22 là 23 anh em ạ. Nó đi 22 hay là nó đi 32. Đấy. Nó đi 33 hay là đi 32 tay này anh em ơi. Khó lắm. Đấy, thì mình sẽ đánh nốt tay này nhá. Mình sẽ đánh nốt tay này anh em ơi. Đấy, lỡ bấm nhầm 50k rồi thì đánh nốt thôi, có cái gì đâu. Ở đây thì nó là một con 4 nhá. 4 thì anh em đánh cho mình tay tài. Quyết định vào tài. Biết đâu lại ăn anh em. Biết đâu lại ăn này, 1m95. Tay này ăn thì chốt lại luôn, không nói nhiều với anh em nữa. Chốt lại luôn nhá, bởi vì mình bấm nhầm 5 chỗ anh em. Với lại tay này bắt tài thì cũng đẹp này, 33, đang 33 đấy. Hoặc là nó đi 321. Bắt tài nó cũng đẹp anh em ơi. Đó, có tài luôn anh em ơi. Thế là ngon đấy nhở, thế là cũng ngon đấy, ok. Anh em thấy chưa, rất là uy tín thôi. Chỉ cần anh em chia đều 4 ra đánh sao, chia 4 sao cho nó hợp lý anh em ạ. Kiểu gì anh em mua lại nhá. Ok, có lẽ video của mình khép lại tại đây thôi anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video ngày hôm nay của mình nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye anh em.